Alo, chào các bác nhé. Hôm nay mình lên cho bác ở đây một em đồng hồ này. Con này có hai gông các bác nhé, lên hai gông hai cót này. Đây, con này đây này. Make by Seiko xạ nhá, Tokyo Japan nhá, tức là của công ty Seiko đó. Đây này. Seiko xạ này. Con này khá là đẹp các bác nhé, thật sự con này rất đẹp luôn đấy. Con này gỗ full gỗ đặc các bác nhé, full gỗ đặc này. Đấy. Con này đời nó phải nói là thật sự rất là sâu rồi các bác ạ. Em nhưng đây đây, mặt khá đẹp này, nhìn nó rất là đây mặt trên này. Đấy, thì em sẽ cho các bác xem bên trong này. Đây các bác nhá, nó cổ này. Cái này nó là bằng đây, đây là mạ đồng hay là đồng này các bác này. À, hình như nó sơn lớp sơn giống giống như đồng quá nhá. Đấy, tất cả này cái này bằng đồng này. Đây, cái này nó bằng đồng hết các bác nhá. Đây, đồng này. Thì em sẽ có một clip tí này, em sẽ chèn vào cuối clip để cho các bác xem cái chi tiết của nó như thế nào nhá. Đó. Đây các bác, những đốc này thì phải tháo ra vệ sinh rồi này các bác này. Đấy. Đây những cái ghim này của nó này, rất là đẹp quá nhá. Đấy, mặt mũi khá đẹp. Đây, em cho các bác xem đánh chung này. Con này thì là chung vòng ngân rất là hay luôn nhá. Thì em cấn quay các bác xem giờ. Em để 5 giờ các bác nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, 5 giờ nó sẽ gõ 5 tiếng các bác nhé. Đây các bác nhìn chung vòng ngân rất là hay nhé. Vòng này, quả lắc này cũng đồng này. Thì em sẽ để lại cái phần, em sẽ để lại cái phần ở phần dưới clip nhé, cho các bác xem chi tiết thế nào nhé. Đây đánh 6 giờ nhé. Ôi nó quá rồi các bác nhé. Đó, 1 này, 1 này. Đấy, chuông ngân như gửi chuông nhà thờ luôn đấy. Rất là hay nhé, chuông quả chuông đấy các bác nhé, rất là hay nhé. Đó, rất là ok các bác nhé. Đấy, đây các bác những khóa chốt khóa đều bằng đồng hết này. Đấy, bác nào chốt thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 cho em với. Em chào các bác nhé, hẹn có ở clip tiếp theo nhé. Con này em bán ra là 3,5 triệu các bác nhé, 3,5 triệu. Đó, em chào các bác nhé. Khá là chất lượng luôn đấy. Đấy. Hello, xin chào các bác nhé. Đây, về em mới tháo những cái đồng hồ đó là để em mang đi ra cho các bác ngành, cho các bác thợ, bác cái chuyên vệ sinh đồng hồ nhé, chuyên làm đúng cái đồng hồ này. Đó, các bác nhìn kỹ này bên trong này. Đồng nhá, tất cả đều bằng đồng nguyên khối này đấy. Tất cả các bác nói con này đều làm thủ công bằng tay hết đấy các bác nhá. Đều bằng tay hết này. Từ những cái đinh này, những cái này đều đóng vinh bằng tay hết này các bác này. Đóng. Đấy, phải nói là cái thật cái xảo nó có kinh tế các bác nhá. Đây này. Từ những cái con treo này. Đấy, đây. Tất cả đều làm bằng tay hết. Đây các bác nhá. Ở sau này. Mỏ hay cắt tay đấy, đồng nguyên khối này. Đây các bác này, từ đây các bác nhá. Đây là những con quả chuông của nó, những con đồng hồ lắc của nó này, bằng đồng rất nặng các bác nhá. Từ cái mảng ấy này, từ cái mảng đây nó gọi là cái mảng giờ nhá, thì các bác này đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, đều bằng chất liệu bằng đồng hết. Thì em sẽ đi vệ sinh đấy, em mang lên các bác về để các bác vệ sinh và em sẽ lên cho các bác. Đấy, đây những con thanh chuông này đấy, tất cả đều là vệ sinh lại hết nhá, tra dầu mỡ đấy. Thì nói chung là cái hàng này cực kỳ là hot các bác nhá. Đấy, giờ thực sự là hiếm quá, khó tìm đấy. Bác nào thích thì bác liên hệ với em nhá, 0983 329 755 với em. Với tất cả các bác nhìn những con ốc này, ốc này đều bằng tay làm thủ công, ra thủ công hết đấy. Ốc này đấy, có những con vít đấy. Đó, em chào các bác nhé.